Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách cài đặt camera iMount. Thì bây giờ mình đang có một cái camera iMount đây. Thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn cài đặt. Con này là con iMount Ranger. Bây giờ mình sẽ mở nó ra, bóc nguyên siêu. Dòng này là dòng quay quét. Thì đầu tiên mình sẽ mở. Mở ra thì chúng ta sẽ có cái phụ kiện bên trong. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Đây. Đây là một sản phẩm camera iMount. Đế, sách hướng dẫn. Camera. Mình sẽ mở camera dòng camera này ra cho các bạn xem. Đấy. Đây là dòng iMount. Mình tiếp tục mở bên trong. Đấy. Củ sạc giống sạc điện thoại. Sách hướng dẫn. Hết rồi các bạn ạ, bên trong không còn gì cả. Bây giờ ta tiếp tục dây dây sạc ốc vít hết rồi và cái này là cái gá gá thì các bạn có thể nhìn thấy gá đây khi bạn lắp ốc vào để vào đây thì gá dây sạc mình sẽ mở dây sạc ra. Mình sẽ cắm củ sạc vào để kết nối với dây điện. Xong. Mình sẽ các bạn nhìn thấy đây. Đằng sau cắm vào. Cắm vào thì đầu tiên ta sẽ thấy cái màu của cái camera là màu đỏ. Thì để camera nó tự khởi động một lúc nó sẽ tức khắc chuyển sang màu xanh. Nếu mà trong quá trình để cho camera nó khởi động chuyển ra màu xanh thì mình hướng dẫn các bạn bóc cái thẻ nhớ của DSS. Thì cái này các bạn bạn bóc nếu mà không biết bóc các bạn bóc sẽ bị gãy cái thẻ nhớ nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thứ nhất là một là bạn lấy kéo bạn cắt. Cái thứ hai là ở đây có một cái gờ. Các dòng thẻ nhớ này thì nó sẽ có một cái gờ. Bạn bóc tay vào đây. Đấy, bóc ra. Bóc bên trong ra thì bạn được một cái miếng như thế này. Đấy. Cái này cũng rất dễ lấy ra thôi. Nếu như mà không biết thì các bạn sẽ bẻ. Bẻ thì nó sẽ bị gãy. Gãy cái thẻ nhớ. Đấy. Nếu không biết thì bạn cứ bẻ bẻ thế này để cho nó toát cái này ra. Cái này rất đơn giản. Nó có cái gờ đây bạn nâng lên tức khắc đấy. Ở đây thì ta có camera iMount các bạn nhìn thấy không, và thẻ nhớ 32 GB. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp thẻ nhớ. Thứ nhất là lắp thẻ nhớ, ta rút điện ra. Thì ở cái camera iMount thì nó sẽ có ở chỗ này, mình sẽ lấy nét cho các bạn xem cái chỗ đấy. Đây cái chỗ này thì nó sẽ có cái nơi này nhét thẻ nhớ thì bạn nhét vào thôi. Đấy. Bạn nhét vào thôi. Còn bên đây là nút reset, reset lại camera. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cài đặt camera iMount Ranger. Hầu như tất cả các cái dòng iMount thì các bạn sẽ có một cái phương pháp cài đặt chung của nó. Thì bạn
cắm sạc vào thì nó sẽ hiển thị cái màu đỏ này, màu đỏ này. Đợi khi nào màu đỏ nó chuyển sang màu xanh thì chúng ta sẽ cài đặt. Đây là để cho camera nó đang khởi động. Và đằng sau đây, nếu như với cái dòng, nếu như mà bạn lắp ở một cái nơi xa mà wifi nó không đến, thì đây là nơi cổng để cắm dây mạng, để cho bạn cắm dây mạng. Thì bây giờ camera đã khởi động lên cái nút xanh đang nhấp nháy rồi, sẽ lấy nét ra đây. Đấy, nút xanh đang nhấp nháy này rồi. Bắt đầu ta sẽ bắt đầu hướng dẫn cài đặt. Thì đây ta sẽ cài đặt trên iPhone 12 à. Ta sẽ cài đặt trên iPhone 11 Max. Thì bạn vào chợ này, App Store này. Đấy. Bạn gõ iMao Line này. Thì ta sẽ cài đặt cái iMao này. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, iMao Line. Đấy. Nhận. Xác nhận. Khuôn mặt à? Đấy, dòng này là dòng điện thoại cao cấp của bạn Tuấn từ bên máy Hàn Quốc trở về. Thì ta đợi cho nó cài đặt xong cái iMao Line này, thì ta sẽ đăng ký bằng cái số tài khoản hoặc là bằng cái địa chỉ Gmail hoặc là bằng số điện thoại. Các bạn thân mến, khi mà iMao Line đã cài đặt xong thì các bạn thoát ra hoặc mở trực tiếp cũng được. Thì nó sẽ có cái biểu tượng trên màn hình đây. Đấy. Thì ta mở cái biểu tượng trên màn hình lên. Thì ở đây nó sẽ có yêu cầu các ứng dụng bạn cho phép cho mình, bạn chấp nhận cho mình. Cho phép. Đấy. Cho phép khi dùng ứng dụng. Bây giờ đến đây là cái giai đoạn là nó quan trọng này. Đây là giai đoạn quan trọng. Thì bạn là khi mà bạn chưa có cái số chưa có một cái tài khoản đăng nhập iMao thì bạn là ấn vào đăng ký. Đấy. Thì cái điện thoại này nó mua ở Hàn Quốc nên mặc định nó là Hàn Quốc. Mình chọn cái nước của mình là Việt Nam thì là mình đang ở Việt Nam mà. Việt Nam. Ấn xác nhận. Nhìn đây này. Ok, có. Đấy, chuyển về Việt Nam. Quay lại nhá. Đăng ký này. Được chưa? Ấn vào cái public này. Chọn phân vùng, chọn nước này, ta chọn Việt Nam. Việt Nam ta có thể kéo xuống để ta tìm Việt Nam. Việt Nam. Về Việt Nam. Đấy. Ấn vào đây. Có. Đấy, ta đã về Việt Nam rồi. Và ở đây ta có thể là dùng bằng số điện thoại hoặc mail. Đây là số điện thoại. Có mail không? Có Dùng mấy bằng bên mẹ nó dùng Không dùng thì dùng bằng mail. đấy. À, dùng bằng số điện thoại cũng được. Điện thoại em vài hôm em đi lấy số điện thoại đâu. Chỗ điện thoại khác. 0987 đi. Chỗ điện thoại của ai? Của anh Dũng. Nhưng mà lại phải lấy cái mã từ đây. Thì lấy số em đây không gì đâu. Cái số này sau có dùng không? Không biết, không, chắc không dùng. Ừ. Thì lấy em đã số anh này không được. Không, thế lấy cái của anh nhá. Lấy số anh này 0918 bộ số không gì kệ nó 248198. Đấy, mình sẽ đăng ký bằng cái số ấy của mình. Thì ở đây là mật khẩu Tuấn một chín một bốn này hai ba Tuấn một chín chín bốn rồi. Tuấn 1991. Đấy, ta sẽ có
Đây, đây. À chà, nó gửi vào đây. Ta đợi cho nó gửi 087317 ta sẽ gõ 087317 tiếp theo. Đấy. Các bạn chú ý cái đoạn này nhé, đoạn này là rất quan trọng bởi vì đoạn này là đoạn lập tài khoản. Đấy, khi bạn đăng ký thành công thì không phải bây giờ. Ok. Để sau. Thì bây giờ là cũng là bước quan trọng này. Bạn sẽ vào dấu cộng. Bạn quyết mà. Đừng hỏi này. Cài đặt này. Đấy. Ok này. Thì vì là đang kết nối wifi ở đây thì mình đang hướng dẫn cho các bạn thì đấy. Đâu nào. Thì bây giờ bạn đang kết nối cái wifi của chủ nhà thì bây giờ bạn vào quét mã thôi, đằng sau của cái đít đầu này đấy, bạn nhớ nhá, đằng sau của cái đít đầu này thì khi mà bạn quét mã bạn dí vào, dí camera vào thì nó tức khắc nó nhận xong thì bạn ấn tiếp theo này. Khi đèn xanh đang nhấp nháy nhá, ở đây nó sẽ có cái hướng dẫn cho bạn này. Trước khi tiếp tục, đảm bảo rằng thiết bị đã được bật nguồn, đèn xanh lục nhấp nháy, bạn có mật khẩu wifi của mình. Đấy, tiếp theo, chỗ này bạn kết nối này là nó sẽ tìm cái thiết bị của bạn. Sẽ kết nối với cái thiết bị phát sóng đấy. Ở đây thì bạn chọn cái wifi của nhà mình thì bạn sẽ nhập cái mật khẩu và bạn ấn lưu thành. Đấy, bạn ấn vào lưu mật khẩu tiếp tục thì máy nó sẽ quét. Nó sẽ kết nối cái thiết bị này, nó sẽ kích hoạt cái thiết bị này trên cái đám mây. Anh quay thế này tí anh gửi cho xem tự cài. Tại sao ta đi kết nối wifi là được nhỉ? Để quyết lại. Tại đâu? Đi xem lại. Đấy. Đang thêm thiết bị tài khoản của bạn thì ở đây bạn có thể đặt tên. Đặt tên cái thiết bị của bạn hoặc là bạn để nguyên. Mình đặt là cửa trước đi. Ấn xong. Ấn tiếp theo. Thì ở đây xong. Để sau. Và bây giờ bạn có thể xem được. Đây là cái gì? Đấy. Thì nhân tiện thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái nữa là camera này thì bạn để chế độ HD thì nó sẽ nét hơn. SD. Thứ hai là đàm thoại hai chiều. Bạn ấn vào cái hình cái loa này. Đấy. Alo. Đấy. Khi mà bạn nói như thế này thì cái loa, để bật cái loa to lên. Đấy, khi bạn nói như thế này thì cái loa nó sẽ nói. Thì bạn sẽ nghe được. Và nói khi mà cái giọng nói nó alo đấy, các bạn nghe này, alo đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà quay quét camera đây. Vào cái này thì bạn có thể quay. Đấy, quay trái, quay phải, quay lên, quay xuống. Đấy là hướng dẫn. Cái thứ ba là ghi thì có cái thiết bị nhớ ghi đây. Thì khi mà bạn ấy thì nó sẽ có cái trong ghi. Đấy.
nó sẽ có thể 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 nhớ trong đấy. Đây, ghi đây là đang xem lại lúc nãy xong việc, đấy lịch sử ghi. Nữa là sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách quay của cái quay ngược của camera. Quay ngược của cái camera này thì là bạn kéo xuống cuối cùng, thì ở cuối cùng đây nó có cái thêm này, thêm thì bạn sẽ đặt cái chế độ xoay ngược màn hình. Nếu như bạn chưa chiêu ngược kiểu này, chiêu ngược camera kiểu này thì chúng ta sẽ có cái góc quay nó kiểu như thế này. Đấy, chiêu ngược lên thì nó sẽ quay kiểu này, hoặc là bạn để đứng như thế này thì lại quá tuyệt vời. Đứng thì bạn không cần phải cái chỗ xoay ngược màn hình này, tắt đi. Đấy, cái nữa là mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái vào cái chỗ thông báo này này, thông báo này thì nó sẽ có cái thông báo gửi tin nhắn về số điện thoại của bạn. Quay vào. Nữa là phát hiện người, thì đây có cái chế độ theo dõi thông minh. Theo dõi thông minh khi bạn bật lên thì người nó sẽ đi theo người, người vào nó sẽ theo người, đi lên đi xuống. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, sẽ rất mong được sự theo dõi của các bạn. Ok.